Kính mời quý vị theo dõi chương trình Maranatha của truyền thông Dòng Tên. Chương trình hôm nay gồm có Người trẻ và những thắc mắc. Bây giờ kính mời quý vị cùng đón xem chương trình. Cha vậy nếu mà nói như vậy thì chẳng lẽ việc mà cúng sao giải hạn nhiều lúc nó cũng mang lại một cái mục đích gì đó, mang lại một cái ơn ích gì đó, có nhiều người họ cũng được đó cha. Vậy chẳng lẽ là mình đến với Chúa là có điều kiện hay sao? Con đã cúng bao giờ chưa? Nhưng mà con thấy nhiều người họ cúng, sao họ nói được lắm con, cúng đi cúng đi. Con không biết là họ nói thật hay không. Sao con là sao gì? Đây con biết đây, con là cung hoàng đạo thì con biết, cung con là thiên cung thiên bình, là nghĩ là sao kim. Sao kim là cái sao chiếu cho cung thiên bình đó. Chứ còn thấy đấy, tiềm ẩn ở trong đó nó có một cái gì ấy, nó tinh vi. Là bởi vì vậy này, chúng ta cứ chê chối một cái điểm mà rất là quan trọng là con người không sống cho mình. Con người sống cho những cái gì ngoài mình. Cho mình nói cái khác là mình sống cho kẻ khác. Bởi vậy ra tại sao mà cứ phải quan trọng hóa, hoặc là cứ tò mò là mình là thuộc cung hoàng đạo, là cung nó có những con sao gì, rồi thì giải thích nó như thế nào. Thế thì nếu mà bây giờ nếu mà giải thích tường tận tất cả những cái yếu tố may lành mà mình có hết, thì như vậy là mình mới được cái sự gọi là xác tín về mình à? Con mới cảm thấy yên tâm, con mới cảm thấy gọi là đầy nghị lực, can đảm, và con tự tin để con có thể ra ngoài kia sinh hoạt cũng như là đối ứng với tất cả những gì trong cuộc sống thường ngày. Con thấy không? Thế thì bây giờ nếu mà con đặt cho cùng thì con sẽ thấy này này. Nếu mà thế giới mà nó chỉ có con với lại những cái con sao đó, để rồi khi mà con cần thì con kiếm một cái người nào đó đứng trung gian để mà hóa giải cái điều đó cho con, mà con không cần phải tra tay làm bất cứ cái gì khác. Như nãy cha nói, không cần phải là gọi là đức năng đó. Không có tiền tạo, không tạo cho mình được một cái gọi là đạo đức, không tạo cho mình một hành động của đức ái, không tạo cho mình được một cái mối tương quan với bất cứ người nào khác. Thế thì bây giờ con có phải là đấy để con phóng ảnh cái gọi là cái thủ lợi tiềm ẩn ở trong con người của mình ra không? Và khi mà mình phóng ảnh cái thủ lợi trong tiềm ẩn cho con người mình ra, mình mới lại cần một sự chứng giám của một đấng đầy quyền năng ở đấy. Rồi mình biến đấng quyền năng đấy, rồi một chốc lát mình nhìn thấy đó, đấng đó là Thiên Chúa. Thì đấy, cha thấy tội nghiệp Chúa. Chúa vô tình là nạn nhân của những cái việc gọi là vô bổ do con làm ra. Thì lúc con nhìn lại, con cũng thấy nó bị mất công bằng nữa cha. Và cha thấy điều này chúng con bắt nạt Chúa nhiều quá. Đúng không? Yeah. Mình cần cái gì là mình kéo Chúa ra, rồi mình bắt nạt Chúa. Mình phải nói là Chúa cho vào, rồi thì bắt nạt Chúa đã đành rồi, mà nhiều khi mình không có thấy nhận ra cái kiểu vô lý của mình. Để cho Chúa vào trong cái công thức, cho Chúa vào trong các cái điều kiện, là bởi vì những cái lời giải đoán và những cái việc kia, việc nọ, việc kia, nó hoàn toàn có tính cách gọi là công thức hóa. Nó hoàn toàn, đấy, chúng còn giải đoán thì chúng còn thấy nó như thế này, như thế kia, cũng như thể là cái này cộng với cái nọ để trừ cái kia, chia cho cái khác, rồi nó ra cái đáp số. Con muốn biến Chúa thành một cái mớ gọi làm sao, nghĩa là mớ gọi là nó lộn như tơ vò vậy. Nó rối như tơ vò vậy, như bong bóng vậy. Rồi sau đó con sóc, rồi con đem con vứt Chúa đó ra, vứt Chúa ra ngoài cái bàn, xong rồi con lượm lên, rồi con giải, rồi con đoán. Chúa là đối tượng cho con để mà làm bằng đấy sự. Con abuse Chúa quá sức mà con không biết, tức là cái từ abuse đây tức là mình lộng hành ấy. Mình bạo hành Chúa. Và mình đôi khi con bắt nạt Chúa một cách quá sức mà con không biết. Và con làm tất cả những cái điều đó mà Chúa vẫn kiên nhẫn, Chúa vẫn âm thầm
Chúa vẫn âm thầm yêu thương con và thương xót con, cứu độ con, và vẫn tìm cách lộ tình yêu đó mà giải, mà hóa giải cho con bằng chính cái gọi là sự tha thứ và yêu thương của Chúa. Mà Chúa tuyệt vời như vậy mà con không đi tìm Chúa, mà con cứ đi tìm một cái người trung gian, con đi tìm một cái phương thức trung gian để rồi con biến Chúa trở thành một Thiên Chúa có điều kiện. Giống như vậy là như kiểu như là mình phải như thế nào đó thì Chúa mới yêu thương, Chúa mới ban ơn cho mình đúng không? Mà đấy là cái nhãn quan của con chứ, phải không? Ngày hôm nay người ta gọi cái chữ là quan điểm, cha bảo đó là trang hiện ta nói là đó là cái nhân sinh quan, cái nhãn quan của con ấy. Chứ Chúa nào như vậy? Con thấy không? Cho nên xét cho cùng con thấy là cho dù một cái khoa học huyền bí có thể giải quyết và có thể trả lời tất cả những cái điều mà con đang đi tìm một cách hữu lý chẳng nữa, thì cái động cơ thúc đẩy con, động cơ thúc đẩy con và cái chủ ý mà con đi tìm cái động cơ của cái công việc đó ngay từ đầu nó đã sai lầm rồi. Vì nó không có một tí nào. Thứ nhất, con không có một cái mối tương quan giữa con và những người xung quanh khi con đến để con làm những cái việc này. Rồi thứ hai nữa, con không bao giờ cho Chúa hiện diện một cách gọi là trong sáng và nghiêm túc ở trong đó, mà con biến Chúa trở thành phương tiện. Thấy không ạ? Rồi thế mà không được lòng con thì con sẽ biến Chúa thành những cái phương thức qua những người trung gian làm cái điều này cho con. Thì con thấy như vậy có phải là chính chúng con là người đang phóng ảnh một ngẫu tượng? Con thấy ở trong kính kinh ngày xưa là những ngẫu tượng ngày xưa được gọi là sao? Được nặn, được nung, rồi thử được đặt chỗ nọ, đặt chỗ kia. Thế mà ngày hôm nay người ta vẫn nung, đó, vẫn nặn, đó, mà vẫn đặt không phải bằng hình tượng, mà bằng chính cái thái độ sống của con người và bằng cái lựa chọn mà mê tín dị đoan của con người. Để con thấy như vậy thì có phải điều đó có phải công bằng cho Chúa không? Đấy. Hơi bất công với Chúa. Bất công với Chúa lắm. Cho nên chúng con phải có một cái nhìn đứng đắn về cái này. Cũng qua đó con cũng hỏi cha luôn cha, thì cũng có nhiều người á cha, họ nói chung là họ bệnh rồi họ đau khổ. Họ đi tìm đến một cái gì đó an ủi họ và họ tìm đến Chúa. Thế nhưng mà khi mà họ tìm đến Chúa và họ xin một cái gì đó, vâng thì con nghĩ là Chúa vẫn sẽ cho họ, nhưng họ cứ cố gắng xin và làm cho nó thành một cái điều kiện gì đó để được như là được Chúa yêu thương, được Chúa ban ơn cho, thì cha thấy gì đó nó có một cái gì đó mà con rõ ràng rồi, như chúng ta vừa nói đấy, biến Chúa thành công thức. Ngay cả cái vấn đề lời nguyện cũng không có nguyện cầu từ ở trong cái sự trong sáng của quả tim của mình, để rồi thì nghĩa là coi Chúa như một lá bùa, rồi thì biến lời nguyện của mình thành cái lời kinh của một lá bùa. Con thấy không ạ? Cha không nói một cách gọi thế này này, cha nói tỉ dụ như khi chúng con đọc kinh Mân Côi mà chúng con không đọc một cách nghiêm túc ca tụng Chúa mà suy gẫm những điều Chúa làm ở trong cuộc sống của Chúa, ở trong Tin Mừng. Chúng con biết rồi, khi đọc kinh Mân Côi, tức là khi chúng con lần hạt ấy, là chúng con chiêm niệm ai? Chúng con chiêm nghiệm ai? Chúng con chiêm ngắm cuộc đời Chúa Giêsu từ khi mà Chúa Giêsu nhập thể cho đến khi mà Chúa chịu chết và Chúa về trời cùng với Thiên Chúa Cha. Rồi khi sau đó là Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống. Tức là cả một cái tiến trình của ơn cứu độ mà con không có nghiêm túc cái đó, mà con biến nó thành như thế là một cái gọi là công thức, hay là kính lòng thương xót của Chúa chẳng hạn như vậy. Khi con không suy tưởng đến thương xót là gì, con không hiểu được cái bối cảnh tại sao Thánh Faustina đón nhận cái gọi là thông điệp của cái lòng thương xót, con không nhìn được cái xã hội lúc bây giờ khi xảy ra hai trận chiến tranh, thế chiến tàn khốc nhất, thế thứ nhất và thứ hai tàn khốc nhất, và giết chết biết bao nhiêu con người ở trên thế giới này. Con không nhìn cái đó, con không nhìn tại sao chính cái lúc mà con người ta hoang mang, mất đi tất cả cái niềm tin về chính mình và niềm tin cho nhau, rồi từng cộng đoàn này đến cộng đoàn khác, từ cộng đồng của một cái xứ sở này đến cộng đồng một xứ sở khác, rồi từ một người lãnh đạo, lãnh tụ của một nước này kéo theo cái gọi là sự tham dự của biết bao nhiêu người dân trong một cái xứ sở qua một lãnh tụ khác. Con không đọc kính lòng thương xót của Chúa trong cái bối cảnh đó. Con trở thành một người ta gọi là mù đức tin. Ngày hôm nay ta dùng cái chữ gọi là mù công nghệ, mù đường. Thì con trở thành mù đức tin mà con không biết.
con đọc mà con không suy. Con hiểu mà con biết mà con không hiểu. Con biết mà con không hiểu. Thì ích gì cho con? Và những cái việc làm đạo đức đó xem ra đơn thuần nó có vẻ như là vô thưởng vô phạt. Nghĩa là làm thì không được cái này cũng làm được cái khác, như kiểu uống một viên thuốc bổ thì không không bổ, gọi là bổ gan thì bổ thận. Nhưng mà có ngày á mà mình á, cái tác dụng phụ mà cái việc mà mình uống mà nó không phải lẽ đó, có nhiều khi những cái đó nó không phải bổ cho cái cơ quan bộ phận của mình, nó có ngày bổ trống bổ ngứa. Mình thử rằng là con phải hiểu cái điều đấy. Thế mình thử ra đức tin cũng vậy, khi mà mù đức tin thì là bổ trống bổ ngứa chứ không phải dân chơi và làm gương mù cho kẻ khác. Con nên nhớ như vậy, làm gương mù cho kẻ khác. Khi đọc lòng kính thương xót Chúa mà không suy tưởng bằng đấy sự, không suy tưởng là sự thương xót của Chúa ngày hôm nay rất cần trong cuộc sống của con người. Sống thứ nhất là trong một cái văn hóa mà gọi là loại trừ. Thấy không ạ? Trong một cái văn hóa của sự chết, con không đọc ở trong bối cảnh đó. Hay là con đọc mà con không đọc trong cái bối cảnh của cái công việc tông đồ là đi ra thăm viếng những người đau khổ, hay là an ủi kẻ âu lo, chăm sóc những người gọi là tội nhân. Phúc thật tám mối, con không đọc ở trong cái bối cảnh đó. Mà Đức Mẹ cũng như Chúa lòng thương xót, đấy là có phải là Chúa lòng thương xót của tin mừng, hay là Đức Mẹ của tin mừng như Đức Thánh Cha nói, hay là của ở đâu? Hay là của một cái gọi là công thức úm bà la? Mà nếu con đọc không nghiêm túc, mà lòng con còn cố biện hộ cho cái việc thiếu nghiêm túc của con, để rồi con là người mù đức tin và con kéo theo cái sự mù đức tin của kẻ khác đấy, thì khốn cho con, khốn cho con. Cho nên là con phải hiểu như vậy, lòng thương xót của Chúa không phải là một sự thương hại. Không phải là đến lúc đó rồi chúng ta đến để kéo gọi là Chúa xuống, rồi thì chúng ta nài nỉ Chúa, rồi thì chúng ta biến Chúa thành một công thức, rồi chúng ta bắt đầu, nghĩa là tạo một cái áp lực. Mà cái áp lực này từ đâu? Khi chúng con không có niềm tin đúng đắn thì con tạo theo cả biết bao nhiêu người vào một cái cộng thể, một cái cộng thể đầy cái áp lực của sự gọi là mù đức tin. Thì chính cái điều đó có ích lợi gì cho con? Con đang làm nhục Chúa mà con không biết. Con thấy không? Thành một cái điều kiện gì đó. Mà cha chưa thấy một có một cái hình thái nào. Cha nói lại, chưa có một cái hình thái nào mà nó biến tướng từ cái chỗ gọi là kéo nài Chúa để rồi thì công thức hóa Chúa. Không có một cái tí gì về cái đó cả. Ở các cộng đoàn khác, ngay tại Ba Lan, chính thống ngay cả tại ngay chỗ tu viện Thánh Faustina, nó không có những cái chỗ của cái sự biến tướng. Mà nếu con còn cố chấp mà con coi cái điều biến tướng mà do con làm ra, con đang phóng ảnh của một Thiên Chúa là một Thiên Chúa thay vì đầy lòng thương xót thì là một Thiên Chúa đầy lòng thương hại. Bởi vì chính con sống đời sống đức tin, con không sống cho ai mà sự tự do bao giờ. Con không sống đến với ai một cách tự do trong tâm hồn của con bao giờ. Mà con chỉ có một cái sự thương hại hình thức. Chính vì như thế, con biến Chúa trở thành cái công thức đó và con muốn Chúa bị giam trong công thức đó và con muốn đi trình dẫn cái công thức đó cho người khác thì ích gì? Ích gì? Tin mừng của Chúa là phải nằm ở trong tin mừng của gọi là lời chứng và thứ nhất, và thứ hai nữa là sự mặc khải của Chúa trong tin mừng có bốn cuốn phúc không? Con phải hiểu như vậy. Mà cha đã nói nhiều về cái này rồi. Cha nói nhiều rất rồi. Đó. Tất cả cái sự cải hối tức là ăn năn cải hối đó, đền tội và những lỗi của mình, nó không qua một cái điểm duy nhất mà Thánh Gioan Tẩy Giả khi mà Ngài nói với tất cả những người khác về việc chuẩn bị để đón Chúa Giêsu, đó là gì? Hãy thay đổi não trạng, thay đổi cái cách gọi là suy tư và thay đổi cái hành động sống của mình. Còn nhớ trong mùa vọng, ai có hai áo thì hãy làm sao? Chia cho người khác một bậc áo. Ai có đời sống quanh co và lỗi tội thì hãy làm sao? San bằng và sửa đổi. Thay đổi cái não trạng nhìn của mình mà để trở thành một con người biết yêu thương hơn và ra ngoài hơn, chứ có bao giờ có trở thành một con người có đi ăn mày hay là kéo một Thiên Chúa xuống thương hại một cách vô lối và một cách quá khích không? Cho nên là dù là con có bằng lòng hay không bằng lòng, hay là con có đồng ý với cha hay không đồng ý, thì việc của Chúa vẫn thể hiện một cách chân chính. Chỉ có
một tin mừng duy nhất trong giáo hội, một tin mừng duy nhất được đón nhận từ tất cả anh chị em Kitô hữu khác, kể cả tin lành. Và tin mừng đó là nằm ở trong bốn cuốn phúc âm, không có cái nào ngoài khác cái đó cả. Cho nên chúng ta không được biến tướng Chúa trở thành một cái gì nó khác với lại tin mừng mà Chúa đã mặc khải cho chúng ta. Mà điều mà chúng ta nói là ngoài cái sự mặc khải ra, không còn có một sự mặc khải nào khác cả. Con nhớ như thế. Con cảm ơn cha rất là nhiều. Tại vì có rất là nhiều trường hợp họ thực hành cái lòng đạo đức bình dân đó ở trong nhà thờ thôi, nhưng mà sau họ không sống cái đó. Tức là họ ra ngoài đời rồi họ nói xấu người này, họ nói xấu người kia, rồi họ đánh nhau, họ chửi lộ sùm hết. Thì những cái đó không phải là chỉ trích nhau nữa cơ. Và bắt đầu nghĩa là nồi da sáo thịt nữa cơ. Cái đó là cái mà là gương mù. Ngồi ở đây thì cha không có gọi là chỉ nhóm nọ nhóm kia, cha không nói nọ cha kia, mà cha nói những cái hiện tượng biến thái này nó là có ở trong gia đình Kitô giáo, Kitô hữu của mình. Thì chúng ta phải sửa đổi. Là bởi vì sao? Mình là con cái Chúa trong gia đình thì mình phải nhìn cái điều đó một cách gọi là trang trọng mà giúp nhau. Điều đó là điều trên cha nói lại, cha chỉ trình dẫn một Thiên Chúa trong tin mừng, cha không trình dẫn một Thiên Chúa nào khác ngoài tin mừng. Và không có một cái mặc khải nào khác nữa ngoài mặc khải mà đã được ban cho chúng ta qua chính Chúa Giêsu nơi bốn cuốn phúc âm, tức là nơi tin mừng mà chúng ta đón nhận. Cho nên là nhớ như vậy, còn cái nào khác nữa chúng con thì thôi, biến tướng cha chịu chết. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Kính chúc quý vị một đêm an lành trong vòng tay yêu thương của Chúa Giêsu và Mẹ Maria.